Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin dài hơi ngày 7 tháng 9 năm 2020. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần vừa qua, giá lợn hơi ở trên phạm vi cả nước giảm khá mạnh, dao động từ 1 đến 6 nghìn đồng trên 1 kg. Và hiện nay giá heo hơi đang phổ biến mức giá 74 cho đến 80 nghìn đồng trên 1 kg, tùy thuộc vào từng địa phương. Tuy nhiên, theo nhận định của Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, đây chỉ là giảm giá tạm thời trong thời gian ngắn do thời điểm này trùng với tháng 7 âm lịch và nhiều địa phương cũng như là nhiều người ăn chay nên thị trường tiêu thụ giảm khá mạnh so với tháng khác. Và sau 2 ngày chững giá thì theo ghi nhận trong ngày hôm nay, giá heo hơi đã tăng nhẹ trở lại rải rác ở một số địa phương, đặc biệt như là một số tỉnh như là Sóc Trăng, Bến Tre. Các địa phương này đều đã đạt 80.000 đồng trên 1 kg, thậm chí heo đẹp còn có mức giá cao hơn. Hay một số tỉnh ở thị trường miền Bắc như Nam Định cũng đã tăng lên 79.000 đồng trên kg. Hải Phòng cũng đã tăng lên 78.000 đồng trên kg. Bắc Cạn trong ngày hôm nay cũng có xuống tăng nhẹ lên mức giá dao động 79 cho đến 80.000 đồng trên kg. Quảng Ninh cũng tăng nhẹ 1.000 đồng lên mức 76.000 đồng trên kg trong ngày hôm nay. Và đối với dịch tả lợn châu Phi, Việt Nam đã khống chế ở mức độ rất thấp và hiện nay 98% số xã đã công bố hết dịch và không còn tái diễn. 8 tháng nay chỉ tiêu hủy 43.000 con lợn với khoảng 2.000 tấn và đây là số lượng khá là ít. Do virus dịch tả lợn châu Phi rất nguy hiểm đối với lợn và hiện chưa có vaccine phòng bệnh, trong khi việc buôn bán, vận chuyển lợn cũng như là các sản phẩm từ lợn và sự thay đổi của thời tiết tạo điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh phát triển. Chính vì vậy mà các địa phương, các doanh nghiệp, người dân không thể chủ quan, lơ là. Và mặc dù tổng đàn lợn đã tăng đáng kể nhưng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vẫn nhấn mạnh phải tiếp tục quan tâm đến việc tái đàn, tăng đàn, đảm bảo nguồn cung, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Đối với thị trường miền Nam, giá hơi khá ổn định và đang giữ mức giá cao. Nhiều tỉnh vẫn đang giữ mức 80.000 đồng 1 kg và thấp nhất là 75.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở khu vực miền Đông Nam Bộ đang giữ mức ổn định như Đồng Nai 78.000 đồng, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương dao động 78 cho đến 79.000 đồng, hay Tây Ninh cũng dao động mức giá 77 cho đến 78.000 đồng trên 1 kg trong ngày hôm nay. Bà Rịa Vũng Tàu dao động mức giá 76 cho đến 78.000 đồng trong ngày hôm nay. Bình Phước là địa phương có mức giá cao hơn cả so với các tỉnh khác ở khu miền Đông Nam Bộ. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá dao động 79 cho đến 80.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với thị trường miền Tây Nam Bộ, Long An dao động 78 đến 79.000 đồng. Đồng Tháp nhiều hộ chăn nuôi báo giá 79.000 đồng trên kg. An Giang 79.000 đồng. Một số địa phương có mức giá 78.000 đồng như Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang và tỉnh Kiên Giang. Trong khi đó, Cà Mau có mức giá 78 cho đến 79.000 đồng trên kg. Trà Vinh dao động mức giá 80.000 đồng trên kg và đây là địa phương duy nhất ở thị trường miền Nam có mức giá 80.000 đồng trên 1 kg. Bến Tre nhiều hộ chăn nuôi báo giá dao động 78.000 đồng, Tiền Giang 78 cho đến 79.000 đồng trên kg trong ngày hôm nay. Và hiện nay tỉnh Bạc Liêu là địa phương có mức giá thấp nhất 75.000 đồng trên 1 kg và là địa phương thấp nhất ở khu vực miền Nam hiện nay. Thị trường miền Bắc giá hơi trong ngày hôm nay dao động khoảng 74 cho đến 77.000 đồng trên 1 kg. Đơn cử có một số địa phương báo giá dao động 73 cho đến 74.000 đồng trên kg ở thị trường miền Bắc. Và hiện nay thị trường miền Bắc là thị trường có mức giá thấp nhất ở cả nước hiện nay. Trong khi đó thị trường miền Trung, heo đẹp ở một số địa phương vẫn bán được với mức giá 79.000 đồng trên kg. Và thị trường miền Nam vẫn là khu vực có mức giá cao nhất ở cả nước hiện nay, dao động mức giá 75 cho đến 79.000 đồng trên 1 kg. Cụ thể giá hơi trong ngày hôm nay tại thị trường miền Bắc ở một số địa phương như Hà Nội, nhiều hộ chăn nuôi báo giá mức giá cao nhất là 74.000 đồng trên kg. Tuy nhiên nhiều hộ chăn nuôi báo giá ở khu vực Ba Vì của thành phố Hà Nội, thương lái chỉ trả với mức giá dao động 72 cho đến 73.000 đồng trên kg, thấp hơn so với các khu vực khác. Vĩnh Phúc mức giá cao nhất 76.000 đồng trên 1 kg và bằng so với tỉnh Yên Bái. Lào Cai, Phú Thọ trong ngày hôm nay không có xuống giảm nữa, tuy nhiên mức giá cũng khá thấp, chỉ dao động mức giá 74.000 đồng trên kg. Tuyên Quang có mức giá cao hơn, dao động 75 cho đến 76.000 đồng trên kg. Thái Nguyên dao động mức giá 77.000 đồng trên kg. Trong ngày hôm nay, nhiều hộ chăn nuôi ở tỉnh Bắc Giang báo giá dao động 75 cho đến 76.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương khác như Hưng Yên, Thái Bình dao động mức giá 76.000 đồng trên kg. Hà Nam, Nam Định dao động mức giá 77.000 đồng trên kg trong ngày hôm nay. Ninh Bình dao động mức giá 76.000 đồng 1 kg và đặc biệt một số hộ chăn nuôi ở huyện Yên Mô và Gia Viễn của tỉnh Ninh Bình báo giá dao động 75 cho đến 76.000 đồng.
Còn đối với các tỉnh ở khu vực Tây Bắc như Sơn La, Lai Châu, Điện Biên và tỉnh Hòa Bình, giá hơi trong ngày hôm nay không có sự thay đổi, đang dao động mức giá 74 cho đến 77.000 đồng trên 1 kg. Và đặc biệt nhiều hộ chăn nuôi báo giá ở khu vực Sơn La như là Mộc Châu, Yên Châu, Phú Yên, Bắc Yên của tỉnh Sơn La dao động mức giá 77.000 đồng trên 1 kg, mức giá cao hơn so với các địa phương khác như là ở Vân Hồ thì có mức giá thấp hơn, nhiều hộ chăn nuôi báo giá 75.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với thị trường miền Trung trong ngày hôm nay, Thanh Hóa và Nghệ An vẫn đang dao động mức giá 75.000 đồng trên 1 kg. Thậm chí heo sấu nhiều hộ chăn nuôi báo giá ở tỉnh Thanh Hóa chỉ có dao động 73.000 đồng trên 1 kg. Hà Tĩnh dao động mức giá 77 đến 79.000 đồng trên kg. Đây là địa phương có mức giá cao hơn cả so với các tỉnh khác. Quảng Nam, Quảng Ngãi dao động mức giá 77.000 đồng trên 1 kg. Và đặc biệt đối với huyện Sơn Tịnh của tỉnh Quảng Ngãi, nhiều hộ chăn nuôi báo giá 78.000 đồng trên kg. Quảng Bình dao động mức giá 78.000 đồng, Quảng Trị dao động 77 cho đến 79.000 đồng trên 1 kg. Khánh Hòa dao động 77 cho đến 78.000 đồng, Bình Định nhiều hộ chăn nuôi báo giá 76 cho đến 78.000 đồng trong ngày hôm nay. Ninh Thuận và Bình Thuận trong ngày hôm nay cũng không có sự thay đổi và vẫn ổn định ở mức giá 78.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên như Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông và tỉnh Lâm Đồng thì trong ngày hôm nay Đắk Lắk đang dao động mức giá 77 cho đến 78.000 đồng. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá ở tỉnh Lâm Đồng dao động 77 cho đến 79.000 đồng 1 kg, cao hơn so với các địa phương khác. Trong khi đó, ba địa phương còn lại là Gia Lai, Kon Tum và tỉnh Đắk Nông vẫn đang dao động trên dưới 75 cho đến 76.000 đồng trên 1 kg. Và đó là thông tin về giá hơi trong ngày 7 tháng 9 năm 2020. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.